Chào quý vị. Quý vị có khỏe không? Sau đây, mình giới thiệu bữa ăn đơn giản, gọn gàng của Việt Ba Lô khi đi du lịch bụi xuyên nước Mỹ. Sau đây là bữa ăn trưa đơn giản của mình, gồm có một cái bánh sandwich kẹp thịt, cà chua, xà lách, và bơ. Nước sốt cà chua. Ba trái ớt Mỹ. Loại ớt này rất đặc biệt, rất là cay và thơm. Cay lắm các bạn ạ. Tiêu. Chanh. Rất là thơm ngon. Một ly cà phê đá và một ly bơ. Ly cà phê đá để giúp đầu óc tỉnh táo lái xe đường trường. Một ly bơ để nạp năng lượng chống lại mệt mỏi. Và đặc biệt, sau khi ăn xong sẽ tráng miệng bằng hai trái chuối. Nhưng đây, khi nói về chuối, mình có đôi lời tản mạn về chuối và công dụng của trái chuối. Thưa quý vị, chuối là món ăn ưa thích khoái khẩu hàng ngày của chị em gái người Việt mình, do chuối có những công dụng như sau. Chuối có 7 công dụng như sau. Thứ nhất, giúp tiêu hóa. Thứ hai, giúp trí óc chậm lú lẫn. Giờ có chứa vitamin B6. Thứ ba, giúp tăng cường sinh lực. Thứ tư, giúp tim và hệ tuần hoàn hoạt động tốt. Giờ có chứa chất sắt. Thứ năm, giúp tăng cảm giác hạnh phúc. Thứ sáu, chuối giúp dưỡng da, giờ có chất mangan. Thứ bảy, làm chậm tiến trình lão hóa, giờ có chứa những chất chống oxy hóa. Thưa quý vị, chính vì chuối có những công dụng đặc biệt như là tăng cường sinh lực và giúp tăng cảm giác hạnh phúc, nên trong thời gian vừa qua mới có một nữ đại gia giàu có nổi tiếng
của Việt Nam sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ lên tới 183 tỷ đồng tiền Việt Nam để mua cho bằng được một trái chuối thần. Tuy nhiên, chủ nhân của trái chuối thần đó lại không chịu bán cho nàng nữ đại gia giàu có này, khiến cho nàng tức giận và trở nên điên loạn, chửi bới bậy bạ, loạn xạ lung tung khắp mọi nơi, đến nỗi cơ quan chức năng phải bắt nhốt nàng vào nằm trong chuồng trong một thời gian dài để buộc nàng không còn gào thét, chửi bới bậy bạ, loạn xạ lung tung nữa. Thưa quý vị, mình có lời khuyên chân thành với chị em, gái, phụ nữ Việt Nam. Hãy cố gắng giữ gìn lời ăn, tiếng nói, không nên văn tục chửi thề, không nên kiêu căng ngông cuồng giống như nàng nữ đại gia giàu có nổi tiếng của Việt Nam. Hãy sống hết sức khiêm nhường, luôn luôn trau dồi công dung ngôn hành, luôn luôn trau dồi đạo đức. Lời ăn, tiếng nói phải dễ dàng, dễ nghe. Như các bạn thấy đó, nàng nữ đại gia giàu có của Việt Nam vì kiêu ngạo, vì ngông cuồng, lời ăn, tiếng nói của nàng nữ đại gia này hết sức là tục tằn, thô lỗ, bậy bạ. Nàng còn khuyên các chị em gái Việt Nam là phải sống giống như nàng. Làm gái vì đam mê, yêu chồng là trải nghiệm, ngoại tình là thú vị. Nàng hết sức là ngông cuồng, ngạo mạn, cho nên bây giờ nàng đang trả giá cho cái thói ngông cuồng, ngạo mạn, dâm loạn, độc ác tàn bạo của nàng. Đây là khung cảnh của một quán cóc ven đường xa lộ Xiên Bang. Xa lộ này nối từ Nam lên Bắc của nước Mỹ. Phía Nam của xa lộ này giáp với Mexico. Phía Bắc của xa lộ này giáp với Canada.
Mình đi du lịch bụi, cho nên mình ghé vào một quán cóc ven đường này để ăn uống, để nghỉ ngơi cho một cuộc hành trình dài, rất dài các bạn ạ. Cảm ơn quý vị đã nghe và xem video này. Rất mong sự đóng góp, ý kiến và bình luận của quý vị dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự, chính xác và chuẩn mực đạo đức. Hãy like và chia sẻ video này đến đông đảo mọi người nếu như quý vị thấy đây là một video nói lên chân lý và sự thật và bổ ích cho cộng đồng. Chúc quý vị luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo quý vị nhé.